Quý vị và các bạn thân mến, mình là Tử Vi Hoan Hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ bảy ngày 15 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Giáp Tuất tháng Ngọ Ngọ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành Đinh Mệnh Sơn Đầu Hỏa, ngày Giáp Tuất tức canh can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp ao âm Sơn Đầu Hỏa Kỵ Tuổi Mậu Thìn. Về ngũ hành Đinh Mệnh Sơn Đầu Hỏa ngày Giáp Tuất tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Sơn Đầu Hỏa Kỵ Tuổi Mậu Thìn Canh Thìn ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn hình Mùi, Hại Dậu phá Mùi và tuyệt Thìn. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Thìn, Canh Tuất, tuổi xung trong tháng tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Nguyệt Giải tốt mọi việc, sao Phổ Hộ hay còn gọi là sao Hội Hợi tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao Tam Hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Đại Hao tự khí, quan phú, xấu mọi việc, sao Quỷ Khóc xấu đối với tế tự, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 15 tháng 7 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ bảy ngày 15 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Có phải gần đây tuổi Tý cảm thấy mình đi làm toàn gặp bất công hay không? Đừng lo, ngày hôm nay có chính ấn đến để đòi lại quyền lợi, công bằng cho bạn. Những người đang học lên cao, thi thêm bằng hoặc xin thăng chức sẽ có lợi. Nhưng bạn cần nỗ lực nhiều hơn nữa thay vì trông cậy vào những thứ khác. Tài lộc thì ở mức tạm ổn, không có quá nhiều lộc nhưng được cái ổn định. Muốn kiếm tiền nhanh thì bản mệnh cần phải có chí tiến thủ, không an phận, dám xông pha làm việc lớn. Đặc biệt những người còn trẻ, không chịu khó thì sau này cực kỳ vất vả vì tiền. Đường tình cảm bấp bênh vì vấp phải cục diện thổ khắc thủy. Tình yêu hay bất cứ mối quan hệ nào cũng cần thời gian vun đắp và tìm hiểu. Bạn không nên chỉ trích đối phương thiếu quan tâm hay chưa thực sự hiểu hết về bạn. Bạn bè chơi với nhau cũng vậy, phải chơi thật, không giả tạo. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, làm bất cứ việc gì, gặp khó khăn là chuyện bình thường. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, nên giữ khoảng cách phù hợp với người lạ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, bị chê bai thì kẻ chê bạn chẳng khá hơn bạn đâu. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, không nên nhiệt tình giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, nhẫn nhịn một chút sẽ đỡ bực mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 76. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, nâu. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7
ngày 15 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, ngày thứ 7 tuổi Sửu được chính tài nâng đỡ nên chỉ cần chú tâm vào công việc mình đang làm thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Cứ hết lòng vì công việc, ổn định rồi thì an phận, không đứng núi này trông núi nọ thì tương lai ắt sẽ không phụ lòng bạn. Tài lộc lâm tương hình nên gần đây Sửu chịu nhiều áp lực đến từ chuyện tiền nong. Chuyện gì ở trong nhà cũng dòm ngó đến túi tiền của bạn, chuyện gì cũng phải gánh. Làm không ra tiền nhưng có quá nhiều thứ cần đến tiền, tâm trạng rất mệt mỏi. Tình duyên và gia đạo bình thường nhờ hai hành thổ tương hòa, mặt sáng nhất có lẽ là việc tuổi này nhận được sự yêu mến, giúp đỡ từ những người xung quanh. Tình cảm gắn kết, gia đình hạnh phúc khiến bạn không có gì phải bận lòng hết. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, càng cố tỏ ra mạnh mẽ càng mệt. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, ai nói xấu bạn tức là đang ghen tị với bạn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đời quá ngắn, đừng để tâm đến thiên hạ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, có những lúc không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đau khổ là đang tự gột rửa chính bản thân. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 22, số 55. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 15 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày thấy rằng công việc của tuổi Dần hôm nay va vào Tỷ Kiên nên đa phần rắc rối trong ngày đến từ đồng nghiệp, bạn làm ăn chung, cấp dưới. Có điểm tranh giành lẫn nhau, cùng cảnh đi làm vất vả mà không được cảm thông, toàn dìm nhau là giỏi. Cũng may là đường tài lộc nhờ tam hợp cục chiếu cố nên quan hệ xã giao tốt đem lại nhiều nguồn thu lớn nhỏ. Tuổi này tuy số vất vả, ít được nhờ cậy người nhà nhưng ra ngoài hay có quý nhân giúp đỡ, có của ăn của để. Tình cảm không thuận lợi vì cục diện mộc thổ tương khắc. Bạn cần lưu tâm là không nên tham gia vào những câu chuyện vô bổ hay nói xấu người khác. Chuyện tình cảm có đôi chút khúc mắc nhưng may mắn là không sao cả, người ấy luôn có sự tôn trọng dành cho bạn. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, sự khó khăn hối thúc bạn khôn ra. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, có những chuyện chỉ có bạn mới hiểu được. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, mất tiền coi như của đi thay người, đừng tiếc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, chuyện trong nhà có chút biến động. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 70, số 26. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, tám. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 15 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Hôm nay tuổi Mão gặp kiếp tài án ngữ nên công việc khó nhằn, một phần là vì tính tình thẳng thắn, cương nghị, nóng nảy của bản mệnh mà ra. Nhiều người dễ bị tiểu nhân rình rập phá hoại, buôn bán không được yên ổn, cạnh tranh nhau từng chút một. Tài lộc thăng tiến vùn vụt nhờ lục hợp cục, thu nhập đều đều. Tuổi này tỉnh táo, thông minh, biết lập kế hoạch tài chính, giỏi tiết kiệm. Nay sẽ có người ngoài sân si chê bạn keo kiệt, khó tính nhưng càng chê bạn càng dễ phất lên, không cần phải lo lắng. Đường tình cảm không như ý, cả hai thường xuyên chiến tranh lạnh. Bạn và người ấy đều thấy mệt mỏi trong mối quan hệ này, chuyện chia tay hoặc ly thân trong tương lai có vẻ là điều không thể tránh khỏi. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, thất bại dạy bạn về chiến thắng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, đừng giận hờn bản thân vì những chuyện đã qua. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ,
hãy vỗ về bản thân trước khi mong đợi ai đó dỗ dành. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, chỉ có gia đình mới yêu thương bạn nhất. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, không nên nói chuyện cộc lốc, chống không. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 17, số 65. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 15 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Vận sự nghiệp của người tuổi Thìn được thiên tài nâng đỡ nên dễ có tin vui bất ngờ, đặc biệt là những bạn làm kế toán, ngân hàng, tài chính, vay vốn, có công ty riêng. Mọi việc đều thuận lợi đúng như mong muốn của bạn, công việc đạt kết quả tốt, đàm phán giao dịch gì cũng thành công. Đường tài lộc kém may vì lâm tương xung, khuyên con giáp này ra đường nhớ cẩn thận cướp giật hoặc vi phạm luật giao thông. Hôm nay cũng không nên đi xa hoặc mang theo quá nhiều tiền trong người. Chuyện tình cảm ở mức ổn định nhờ hai hành thổ tương hòa, có lẽ nhiều người đang tính đến chuyện cưới xin. Lưu ý duy nhất là có thể vì lý do công việc mà tình cảm không được như ý, cố gắng rạch ròi giữa đời tư và công việc nhé. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, chuyện của bạn đừng để người khác xen vào. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, người hướng nội đừng ép mình thay đổi. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không có ai cho không bạn cái gì cả. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, chuyện của người khác đừng tham gia vào. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn: số 05, số 91. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, cam. Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 15 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Tử vi hôm nay nói rằng, người tuổi Tỵ được thực thần trợ vận, nên những bạn làm công việc tự do hoặc có thêm công việc phụ sẽ được phù hộ. Công việc hoàn thành nhanh chóng, mang về lợi nhuận giúp bạn nhận được nhiều lời khen từ khách hàng, nhập thêm hàng hôm nay khá là có lộc. Tài lộc vượng phát, tuổi này người càng đầy đặn thì càng may mắn. Hay có lộc ăn uống, xổ số hoặc được tặng một món quà bất ngờ. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của bạn, có ai được lộc mà không mỉm cười rạng rỡ chứ? Vận trình tình cảm tốt đẹp nhờ hỏa sinh thổ. Tỵ có thể đi dạo cùng với gia đình hay người yêu để quan sát cuộc sống để có những niềm vui nho nhỏ, bạn cũng thấy dễ chịu hơn và học hỏi thêm được vài điều mới mẻ. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, ai rồi cũng có lúc thất vọng vì người nào đó. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, cuộc sống bất công nên làm quen với điều đó. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, cày cuốc cật lực nhưng không thấy sung sướng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, hãy đưa ra lời an ủi cho người thân vào lúc này. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, chấp nhận là chìa khóa để bước tiếp. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 26, số 88. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 15 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Bước sang ngày mới, người tuổi Ngọ gặp thương quan lâm vận,
nên cẩn thận đi làm vướng phải thị phi, kiện tụng, bị cướp công trắng trợn hoặc nghỉ việc giữa chừng. Ở đời đi làm đừng quá thân thiết với bất kỳ ai, sống khép kín một chút cũng được để đỡ bị gây khó dễ. Cũng may là tiền bạc không chịu ảnh hưởng từ trục trặc trong công việc nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Hôm nay nhiều người sẽ đi trả nợ hoặc được người khác trả nợ. Tình hình tài chính của bạn trong ngày được nhận định là khá khả quan và tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Hỏa dưỡng thổ giúp mặt tình cảm đi lên rõ rệt. Hãy sống cuộc sống của bạn, đừng quan tâm họ nói gì ngoài kia. Cuộc đời này chỉ nên sống vì những người yêu thương mình và bản thân là đủ. Còn những kẻ ăn cháo đá bát thì nên sớm được đá khỏi cuộc đời của bạn. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, bạn sợ những mối quan hệ thân quen. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, nhiều người thích sân si với tiền tài của bạn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, không dám dựa vào ai, toàn tự cố gắng. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, bạn thường dễ buồn vì những điều nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, sức khỏe gần đây không tốt cho lắm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 5 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 18, số 78. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 15 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Bước sang ngày thứ 7 này, người tuổi Mùi gặp tương hình cục nên công việc dễ có bất trắc. Buôn bán gặp khách khó tính, vô duyên, dễ bị trễ hàng hoặc bùng hàng. Bạn làm việc quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác ở cơ quan. Chuyện tiền bạc may mắn nhờ chính tài nâng đỡ nên thu nhập về tay không hề tệ. Hãy vui vẻ và bước tiếp, bạn xứng đáng được hạnh phúc hơn việc phải chiều lòng thiên hạ. Tiền mình làm ra là do công sức của mình, do lộc của mình nên cứ thế mà hưởng không phải ngại, đừng sợ mang tiếng là con giáp hẹp hòi. Mặt tình cảm bình thường khi chịu ảnh hưởng từ hai hành thổ tương hòa. Gần đây tâm trạng của bạn khá hơn nhiều nhờ có gia đình ủng hộ. Còn những vong ơn bội nghĩa sẽ không có cái kết tốt đâu, đừng ấm ức làm gì cho mệt thân. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, hay quan tâm người khác nên thiệt thân. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, nóng nảy chỉ làm hỏng việc mà thôi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, ghét nhưng cũng đừng nói ra. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, chấp nhận khó khăn là bạn đang tiến bộ. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, buồn lắm nhưng không biết nói với ai. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 23, số 11. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, tím, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 15 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Đường sự nghiệp của tuổi Thân gập ghềnh, chắc trở là do gặp thiên quan lâm mệnh. Tính cách bột chộp, nóng nảy khiến con giáp này dễ làm cấp trên Phật ý. Mỗi khi gặp điều không được như ý, bạn hãy bình tĩnh thầm nói với bản thân, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi. Tài lộc lại thuận lợi hơn sự nghiệp nhờ tam hội cục chiếu cố, thu nhập tốt, cơ hội kiếm tiền bằng việc làm thêm không tồi. Tất nhiên khi bạn ăn nên làm ra, có tiếng thì hay bị dòm ngó nhưng đừng lo, kiếm tiền trong sạch thì chẳng ai làm gì được bạn. Đường tình cảm của con giáp này khởi sắc bất ngờ nhờ thổ sinh kim. Mong rằng bạn vẫn đang hạnh phúc với chính bản thân mình và những mối quan hệ hiện tại. Những người từng lừa dối bạn hôm nay sẽ gặp phải quả báo, họ sẽ biết nỗi đau bạn từng trải qua đau như thế nào. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, ghét phải gánh vác mọi thứ một mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, chuyện gì cũng đến tay bạn lo cả. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, sống vô tư nhưng hay gặp kẻ vô tâm.
Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, những điều nhỏ nhặt tạo thành những nỗi buồn nhỏ. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, một lời trêu chọc vô tình đủ khiến bạn buồn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 5 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 66, số 25. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: bạc, cam. Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 15 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày mới, người tuổi Dậu được chính quan trợ mệnh nên công việc, học tập vô cùng tốt đẹp. Có lẽ nhiều người sắp nhận tin vui liên quan đến xin việc, thi cử, bằng cấp hoặc thăng quan tiến chức. Tất cả là nhờ sự cố gắng của bạn mà ra chứ không phải từ trên trời rơi xuống, bạn có quyền được tự hào về bản thân. Tam hội nâng bước cho con giáp này kiếm tiền, vạn dặm bình an, thu nhập ổn định. Đây chính là động lực để người tuổi Dậu cố gắng hơn trong những ngày tháng sắp tới và cũng có thêm tiền bạc để chi tiêu. Nhờ cục diện thổ sinh kim nên tình cảm cũng đi lên. Hãy sống tốt với người thân bên cạnh mình. Lúc khó khăn, ai có thể bỏ mặc bạn. Nhưng người thân của bạn không bao giờ bỏ bạn. Bạn sẽ nhận ra bộ mặt thật của một vài người và loại trừ họ ra khỏi cuộc sống. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, không nói không có nghĩa là không buồn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, hãy sống vì những điều có thể khiến bạn hạnh phúc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, công việc không như ý muốn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, hay bị hối thúc vô lý. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, muốn làm việc gì đó nhưng bị cản. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao; tài lộc, đánh giá đạt 5 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 07, số 27. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xám. Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 15 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi cho thấy, thứ 7 tuần này, công việc của người tuổi Tuất có thiên tài chiếu vận nên hay có phần thưởng hoặc tin vui bất ngờ đưa tới. Những bạn đang nhận thêm việc ở ngoài hoặc có công ty riêng sẽ may mắn hơn những người khác. Các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp ích cho công việc của con giáp này rất nhiều. Dễ có trúng thưởng bất ngờ, mua xổ số có giải, tăng lương hoặc nhận được trợ cấp. Nói chung hôm nay tài lộc khá là suôn sẻ, thần tài mỉm cười với bản mệnh. Nhưng đừng vì thế mà sa đà vào những trò đỏ đen, kẻo đi lùi không lên nổi. Ngũ hành thổ tương hòa giúp con giáp này lấy được thiện cảm của những người xung quanh. Đàn bà dù trong lòng đã mệt mỏi nhưng cũng đừng cạn hết nghĩa phu thê. Đàn ông đừng chỉ nói yêu vợ mà hãy cố gắng đừng để cô ấy phải rơi nước mắt. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, gần đây trong gia đình có chút chuyện nhỏ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, không có hứng thú với chuyện của người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tâm trạng bất thường, sáng nắng chiều mưa. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, vui tính nhưng đôi khi đùa hơi quá. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, dễ gặp lại bạn cũ, người thân cũ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 67, số 24. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, đỏ. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 15 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi.
Ngày mới của Hợi được thiên ấn trợ giúp nên công việc đỡ được phần nào vất vả. Bản mệnh hay được cấp trên khen ngợi, để ý, đi gặp khách hàng được người ta quý mến, cho thêm lộc. Tuy nhiên đừng vì thế mà hống hách nhé, càng khiêm tốn thì may mắn càng trường tồn. Là con giáp được ông trời phù hộ, người làm công ăn lương có tiền lương đều đều, tiền thưởng tăng dần. Nếu làm nghề tự do sẽ được quý nhân nâng đỡ, gặp thời nên không thiếu việc làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, chăm chỉ sẽ có thu nhập tốt. Tuy nhiên phải lưu tâm chuyện tình cảm lâm cục diện thổ thủy tương khắc nên hay gặp phải tranh cãi, ẩu đả. Có vài người lướt qua cuộc đời bạn, để lại cho bạn những dư âm không thể nào quên. Chớ mang thêm thù hận vào lòng để sau này không phải hối tiếc. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, tử tế với những người tử tế và ngược lại. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, cẩn thận kẻo xảy ra xô xát. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, nói năng nên từ tốn, đừng nói trống không. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, thức dậy không muốn làm gì cả, chỉ muốn nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, phản ứng tức giận thái quá trong khi tranh luận. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 16, số 98. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh lá. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.